Ok. Chào các bạn, đây là BA802, là tam đệ trong cái series loa Boston Acoustic Buddy Box. Như nhu cầu ở đầu clip là mình cần một cái chiếc loa giải trí đa tính năng, đa cổng kết nối, nhưng mà nó phải nhỏ gọn hơn nữa. Thì là BA802 là câu trả lời dành cho các bạn. Cùng là cái series thì nên cái ngoại hình nó sẽ rất là giống với lại trên BA1002 cũng như là 1202. Thì tuy nhiên thì cái kích thước cái chiếc loa này nó sẽ nhỏ nhất. BA1202 là kích thước lớn nhất. Thì hai chiếc loa bass nó có kích thước là 3 tấc. Thấp hơn là 1202 là 2 tấc rưỡi và cuối cùng là BA802 là 2 tấc. Tuy là nhỏ hơn so với hai người anh nhưng mà cái chất lượng âm bass của 802 nó vẫn đáp ứng rất tốt để cho các bạn có thể nghe nhạc, ca hát, giải trí và tiệc tùng với lại bạn bè rất là đã. Chiếc loa Boston Acoustic BA802 Party Box này nó kế rất là nhỏ gọn, như các bạn thấy đó là mình tuy béo nhưng mà mình cũng không có gầy, nhưng mà đó đặt cái chiếc loa phía trước mình nè, các bạn thấy không, nó vẫn không có che hết được mình hả, rất là nhỏ gọn nhẹ nữa nè, mình có thể xách dễ dàng một tay như thế này. Và cũng cùng một lối thiết kế cho nên là nó vẫn có bánh xe cho các bạn có thể kéo lại đi đã, sướng chưa, nhỏ gọn nhưng mà đầy đủ tiện nghi. Đây là phía mặt trên của chiếc loa Boston Acoustic 802 Party Box, thì các bạn thấy là nó cùng một cái kiểu thiết kế tương đương với lại trên hai đàn anh 1002 1202. Thì phía trên là sẽ có nút bật tắt đèn LED. Thì ở trên 802 này các bạn chỉ có thể bật tắt đèn mình thôi, các bạn sẽ bị lít đi cái tính năng là điều chỉnh 14 hiệu ứng đèn khác nhau như là trên hai phiên bản đàn anh. Và bên đây là công tắc nút nguồn. Và ở trên 802 nó sẽ sạc pin khác một xí so với lại trên 1202, 1002. Tức là các bạn chỉ có thể sạc nguồn DC 9V thông qua cái adapter 9V mà thôi, mình không có sạc nguồn 220 trực tiếp. Rồi ở phía trên tiếp theo là toàn bộ các cái cổng kết nối của 802. Thì nó sẽ bao gồm là một cái cổng 6 ly để các bạn kết nối thêm với một cái chiếc micro nữa. Thì ngoài cái chiếc micro không dây đi kèm loa thì các bạn có thể kết nối thêm một cái chiếc micro có dây hoặc là không dây khác để mà có thể song ca trên chiếc 802. Một cái cổng gắn thẻ SD và cổng USB và một cái cổng aux 3.5. Và đồng thời cũng có một cái tính năng là mic priority để mà khi mà các bạn nói vào cái micro thì cái tiếng nhạc nó sẽ động, nó giảm nhỏ lại làm bật cái tiếng nói của các bạn hơn. Và phía giữa loa thì cũng có một cái rãnh để cho các bạn để điện thoại, đồng thời là một cái màn hình hiển thị. Hai bên sẽ là có các cái phím tính năng, phía mod là điều chỉnh các cái suột tín hiệu như là Bluetooth, radio, line, và khi các bạn cắm vào thẻ SD cũng như USB thì nó sẽ tự động nó nhận tín hiệu. Về phía dưới nó sẽ có một cái nút record thì các bạn có thể ghi âm thông vào cổng là thẻ SD cũng như là USB với cái chiếc loa 802 Party Box này. Nút phía dưới là nút repeat thì nó sẽ lặp lại cái bản nhạc mà các bạn đang phát. Và kế bên nó sẽ có nút là next là chuyển bài, previous là lùi bài. Và nút ở giữa là TWS là dành cho các bạn pairing hai chiếc 802 lại với nhau thành một cái bộ stereo. Đồng thời nó cũng là nút play spot và nút scan. Thì scan ở đây nó chính là cái tính năng tự động dò tần số khi các bạn nghe đài. Và ở cái nút next này các bạn sẽ thấy có một cái chữ là chữ echo. Thì ở trên 802 này, nhà sản xuất chỉ cho bạn cái hiệu ứng echo khi mà các bạn hát karaoke. Thì để điều chỉnh cái mức echo, các bạn giữ vào phím nút echo này khoảng 3 giây thì nó sẽ hiện lên màn hình. Thì đồng thời đây là cái nút tăng. Và để giảm echo thì các bạn bấm nút reverb phía dưới. Và cuối cùng đây là phần đáng giá nhất trên chiếc loa 802, đó là bộ EQ 5 band. Thì để dành cho mình tinh chỉnh cái chất lượng âm thanh khi mà mình nghe nhạc này, cũng như là đặc biệt là khi các bạn hát karaoke, mình có thể chỉnh EQ sao cho nghe cho đúng ý của mình nhất. Với cái bộ EQ 5 band của chiếc loa 802 này, rất là ít mẫu loa trên thị trường cái phân khúc mà dưới 4 triệu có cho bạn cái bộ EQ 5 band như thế này. Cũng như trên 1002 và 1202 là hai cái nấm chỉnh volume, đây là nấm chỉnh volume của micro, của micro không dây chiếc loa này đi kèm chiếc loa này, và đồng thời là cũng của cái micro các bạn gắn thông qua cổng 6 ly. Và đây là phần volume của nhạc. Yo.
诉多故事，有伤心的理由。这一次我的爱情等不到天长地久，出国的人是否何以为首？爱过的心没有任何敬酒，诉多故事有伤心的理由。这一次我的爱情等不到天长地久，走过的路再也不能停留。一千个伤心的理由，一千个伤心的理由，在乎我的爱情在故事里慢慢成就。一千个伤心的理由，一千个伤心的理由，在乎在别人的故事有伤心的理由。这一次我的爱情等不到天长地久，走过的路再也不能停留。一千个伤心的理由，一千个伤心的理由，在乎我的伤心的理由，一千个伤心的理由，在乎在别人的故事里我被遗忘。一千个伤心的理由，一千个伤心的理由，在乎我的爱情在故事里慢慢陈旧。一千个伤心的理由，一千个伤心的理由，在乎在别人的故事。Boston Acoustic BA802 Battery Box là một cái món quà cũng như là một cái vật dụng rất là cần thiết để gia đình cho các bạn cùng người thân, gia đình, bạn bè vui chơi trong dịp lễ Noel, Tết Tây và Tết Tà sắp đến. Thì với một cái thân hình nhỏ gọn được thiết kế rất là chắc chắn, kèm với lại rất là nhiều những cái tính năng hữu ích, như là với mức giá chỉ có 3.8 triệu nhưng mà các bạn có được một cái chiếc loa có bộ chỉnh EQ, có tính năng có bộ chỉnh EQ, có bộ chỉnh EQ, có các rất là nhiều cổng kết nối để mà nghe nhạc như là Bluetooth, cổng AUX 3.5, USB, thẻ nhớ, và đồng thời là các bạn cũng có thể nghe đài được với nó. Và rất là ít những cái chiếc loa trên thị trường với mức giá có thể nói là rẻ như thế này và có được cái bộ chỉnh EQ để cho các bạn chỉnh cái chất lượng âm thanh cho mình nghe được ưng ý nhất. Và đồng thời là cái thời lượng pin trên chiếc loa này cũng rất là khỏe, dễ dàng sạc pin thông qua cái cổng DC 9V. Và
cùng với hiệu ứng đèn LED rất là đẹp phía mặt trước chiếc loa. Hai của loa bass 2 tấc. Trời, âm bass tuyệt vời với lại PA802 này. Rồi để có được trải nghiệm cảm nhận đúng nhất, các bạn nên đến các đại lý cũng như là các showroom của anh Duy trên toàn quốc để mà trải nghiệm ngay sản phẩm Boston Acoustic PA802 Party Box này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau.